thứ Sáu ngày 22 tháng 8 năm 2014, tại nhà hàng Dynasty, tòa lạc tại thành phố San Jose, đã long trọng diễn ra buổi dạ tiệc lung linh Born to be Queen mừng đương kim hoa hậu áo dài Bắc Cali Jennifer Như Thi Chung đoạt thêm vương miện hoa hậu Á Châu Hoa Kỳ 2014. Buổi dạ tiệc diễn ra trong không khí thân mật và niềm hãnh diện của người Việt hải ngoại. Buổi dạ tiệc càng thêm long trọng khi có mặt của thị trưởng thành phố San Jose Chuck Rick, phó thị trưởng thành phố San Jose Madison Nguyễn và những quan chức khác. Nếp Việt TV trân trọng mời quý vị theo dõi toàn bộ buổi dạ tiệc. Bắc Cali là một trong những ban tổ chức rất là có uy tín trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Xin chị cho biết lý do vì sao mà động lực thúc đẩy chị làm một cái chương trình như thế này? Dạ thưa quý vị, hôm nay Huyền Trân cảm thấy rất là vui và Huyền Trân cũng như ban tổ chức Hoa hậu áo dài Bắc California đã tổ chức buổi tiệc Born to be Queen, tức là có nghĩa là sinh ra để làm hoa hậu hoặc là sinh ra để làm nữ hoàng thưa quý vị, là một cái buổi tiệc dành riêng cho ban hoa hậu áo dài để mừng hoa hậu Trung Ngọc Như Thi Jennifer là hoa hậu áo dài Bắc Cali năm 2014. Cái buổi tiệc này sở dĩ có cái tựa đề là Born to be Queen là do Huyền Trân đã nghĩ ra và đặt cái buổi tiệc đó tên như vậy. Lý do là vì Hoa hậu áo dài Bắc California 2014 đã thắng luôn một cái giải được kêu là Miss Asian America, tức là Hoa hậu Á Châu Hoa Kỳ năm 2014. Trong cùng một năm mà em thắng được hai cái giải Hoa hậu lớn như vậy, đó là một cái sự hãnh diện của ban tổ chức. Và vì vậy Huyền Trân và ban Hoa hậu áo dài đã tổ chức buổi tiệc này để chúc mừng cho em, cũng như để dịp gặp gỡ các bạn bè thân hữu của ban Hoa hậu áo dài. Xin chị cho biết cảm tưởng của chị khi mà em Jennifer nhận được hai giải cùng một năm liên tục như vậy. Dạ thưa quý vị, cảm tưởng của Huyền Trân vì lúc đó Huyền Trân có support cho em Jennifer và Huyền Trân có đi coi em đi thi và Huyền Trân cảm thấy rất là hãnh diện vì trong một cuộc thi rất là nhiều thí sinh từ nhiều nước khác nhau, ví dụ như là Thái Lan, Miến Điện, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Đại Hàn và Chinese cùng một vài em thí sinh người Việt Nam, và em Jennifer Như Thi đã thắng được cái giải gọi là Hoa hậu Á Châu Hoa Kỳ, một cái giải lớn như vậy, và trong một cuộc thi có rất là nhiều thí sinh, và cái điều đó làm cho Huyền Trân cảm thấy rất là hãnh diện vì em là một người Việt Nam mà đã thắng một cái giải gọi là của cộng đồng Á Châu như vậy, và Huyền Trân rất là sung sướng và hãnh diện. Chị được biết là em thắng hai giải cùng một năm hôm nay, thì em có thể nào cho quý khán thính giả của Nét Việt Media biết cảm tưởng của em khi mà em đạt hai danh hiệu? Dạ thưa quý vị, em rất là hãnh diện và em rất là proud là em có được thêm cái đêm cái giải Miss Asian America về cho thành phố San Jose của em. Chị rất là vui và rất là cũng lo lắng vì những ngày tới thì trách nhiệm của cháu rất là nặng. Chị muốn là một hoa hậu thì ngoại trừ mình đẹp, mình phải có trách nhiệm với cộng đồng và phải giữ làm sao mà cho cái danh giá và cái uy tín của người hoa hậu càng ngày càng cao. Dù rằng còn 2 năm nữa mới hết nhiệm kỳ, nhưng mà chị muốn rằng sau khi hết nhiệm kỳ thì cháu vẫn giữ được những cái cách làm việc hiện nay của cháu là tiếp tục phục vụ cộng đồng và giúp những trẻ em mà ở Việt Nam mới qua đó. Làm giám khảo thì là một cái điều rất là vinh hạnh cho cá nhân của chúng tôi. Và nếu như chúng tôi có được cái cơ hội để phụ giúp cho những cái tổ chức rất là ngoại hạng như là Ban Hoa hậu Áo dài miền Bắc Cali cũng như là Ban Hoa hậu Á Châu thì chúng tôi rất là sẵn sàng, vì đó không những là một cái vinh hạnh mà còn
là một cái cách để mà phục vụ cho cộng đồng cũng như là duy trì cái vẻ đẹp, cái nét đẹp của người phụ nữ Á Châu nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Theo Huỳnh Nhi biết thì Hoa hậu của Bắc Cali thì diễn ra hàng năm, nhưng mà Hoa hậu Á Châu của Hoa Kỳ thì bao nhiêu năm mới xảy ra một lần anh Hải? Đúng rồi, Huỳnh Nhi nói rất đúng. Mà Hoa hậu áo dài miền Bắc Cali thì mỗi năm vào dịp đầu xuân là ban Hoa hậu tổ chức một cái buổi tuyển lựa rất là sôi nổi, và cộng đồng chúng ta thì có được cái cơ hội để mà gặp mặt và được cái cơ hội mà tham gia cái lễ đăng quang của ban Hoa hậu áo dài miền Bắc California vào dịp xuân, vào dịp Tết đến. Còn với ban Hoa hậu của Á Châu thì bởi vì là lần đầu chúng tôi tham dự, như là với tư cách một người giám khảo, thì chúng tôi thấy rằng là hầu như là cứ mỗi 2 năm ban Hoa hậu Á Châu đã tổ chức một lần. Và như năm vừa rồi thì vì cái số lượng của những thí sinh ghi danh rất là đông, có đến 37 người thí sinh ghi danh. Vì vậy ban tổ chức đã phải khất lại 10 người để cho năm sau, thì không biết rằng là năm sau là năm tới hay là 2 năm tới, chúng ta sẽ chờ đón xem là ban Hoa hậu Á Châu sẽ mở ra cái kỳ tới để tuyển chọn là vào năm 2015 hay là 2016. I'm very proud to represent the city of San Jose. We have one of the largest Vietnamese populations in the country. We're very proud of their accomplishments, and every once in a while we take a little time to just acknowledge the culture, the beauty, the grace of our Vietnamese women, and we have these contests, and it's a good fun event for the community. Em xin dành một vài giây phút để đại diện cho ban Hoa hậu áo dài cảm ơn tất cả quý vị đã đến hôm nay để luôn luôn ủng hộ ban Hoa hậu áo dài và cùng đến đây để cùng chung vui với Hoa hậu Như Thi đã đạt được 2 giải Hoa hậu áo dài Bắc Cali và Hoa hậu Á Châu Hoa Kỳ. Như Thi xin cảm ơn tất cả các bác, các chú đã đến chia vui với ban Hoa hậu áo dài Bắc Cali và gia đình của Như Thi. Để có được vinh dự hôm nay, em xin đặc biệt cảm ơn ban Hoa hậu áo dài Bắc Cali, ba mẹ, ông bà ngoại và các em đã thương yêu và lo lắng cho em. Sau đến, em xin cảm ơn tất cả các bác, các cô chú và các bạn đã ủng hộ và dạy dỗ em. Nếu không có tình thương và sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị, Như Thi sẽ không có được vinh dự ngày hôm nay. Lần nữa, Như Thi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. So in English. Thank you to everyone in attendance tonight. I know many of us are busy, especially with summer coming to an end. But I really appreciate it that you were all able to make it. I hope you enjoy the rest of your evening. If you had asked me a year ago where I think I would be now, I would have never thought I would be standing here today. Everything in the past year has been such a surreal experience. I have learned so much more about myself, my community, and my culture. I have challenged myself not only mentally, but physically. I have made so many friends, met so many people I never thought I would have had the chance to meet. And most importantly, I have been given the chance to do so much more for my community. I owe this all to the amazing support of my family, my mother, my father, and my 4 younger minions. Thank you so much to Hoa hậu áo dài Bắc Cali, Ju Ân and Ji Huynh Trân for throwing this amazing event tonight and for giving me the chance to prove myself, especially when I stepped into the first day of training of Hoa hậu áo dài Bắc Cali. Also, thank you so much to Vincent Ma and Rose Chung of Miss Asian America for the opportunity of a lifetime to be a part of your pageant family. And thank you to my dear friends,
my pageant sisters, and everyone here tonight. I have been in such an honorable role in my community, and I am ready for the responsibilities. I hope you all stick around and see. Thank you so much. Thank you so much, my queen. So please be seated, my queen. Ladies and gentlemen, now it's my honor to introduce on stage. Please welcome Vice Mayor Madison Nguyen. Xin kính mời một tràng pháo tay thật lớn cho San Jose Vice Mayor Madison Nguyen. Thank you so, so much, Madison. Xin kính chào quý vị. Trước hết, xin cho phép Madison có vài lời với cô Hoa Hậu. Thank you so, so much, Madison. Xin kính chào quý vị. Trước hết, xin cho phép Madison có vài lời với cô Hoa Hậu rất là đẹp, rất là dễ thương. Bởi vì Jennifer cũng là một người bạn của Madison. Madison xin rất là quý Jennifer. Đây là một cái địa vị rất là quan trọng, không chỉ trong cái pageant mà trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta có một người phụ nữ đại diện cho thành phố San Jose trở thành Miss Asian America. Xin cho Jennifer trong một tràng pháo tay. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce the current mayor of San Jose and also the future mayor of San Jose, Mayor Chuck Reed, and our future mayor, Sam Liccardo. Good job, quý vị. It's great to be here tonight. Thank you all for coming out. We appreciate the support for this event. I am so proud to have been the mayor of San Jose, and as I begin to prepare to leave office, I reflect on the accomplishment of the Vietnamese American community in San Jose. It's just so tremendous. It's such an honor to have worked with so many of you for the last 13 and a half years, first as a councilor and then as your mayor. So you can take great pride in the culture, the beauty, the grace of these young women, but a tremendous pride in the community itself for your accomplishments. So I'm here to have a little celebration. I'm glad you're all supportive. Thank you for coming out. Thanks for being here, and thanks for your contributions to our community. As I begin to pass the baton of government over to the next generation, I think I'm going to pass it over to Sam Liccardo. Thank you, man. Chào quý vị, tôi là Sam Liccardo. It's my honor to be here. My name is Sam Liccardo, and I just exhausted my entire knowledge of the Vietnamese language, so I'm going to speak the rest of this in English. I just wanted to say how honored I am to be here, to congratulate Jennifer Chung and all the women who have accomplished so much to be up here on stage. You're looking at the future leadership here of our city, of our community, and certainly standing next to me, of course, Madison Nguyen has been an extraordinary leader in our community for the years that I have served with her. I'm so grateful for that service. I look forward to continuing to serve all of you, certainly now as council member and in the future as mayor. Thank you. Cảm ơn. Madison, hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cho Sam vào ngày bầu cử ngày 4 tháng 11 sắp tới đây, bởi vì chúng ta cần một người thị trưởng sẽ đại diện cho thành phố San Jose cũng như là cộng đồng của Việt Nam và có tiếng nói rất là lớn cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị dành cho Sam Liccardo rất là nhiều. In the house tonight, we also have the mayor of Newark, Mr. Alan Nagy. If you are still here, could you please come on stage, please? Well, ladies and gentlemen, it is certainly a pleasure to be here this evening, representing not only the city council of the city of Newark, the smallest city represented tonight, but also the all the citizens of Newark. You know, we are a diverse community, and we really relish in our diverseness. And I'll tell you, the program tonight honoring this young lady and all these young ladies is certainly a worthwhile program, and it maintains the culture and the history of your great country,
and of your great peoples. And I'm just proud to be a very small part of that. And I look forward to the rest of the evening getting to know you better. So thank you very much. Congratulations. Thank you very much. Yeah, President, that found it great. That found it. Miss Asian Global, Miss Asian America, please welcome on stage the beautiful Rose Chen. Thank you very much for inviting our Miss Asian Global pageant, us to come to join in the celebration, Born to be Queen. I did notice something different about Jennifer as well when she applied for our pageant. I know she was very hardworking, and I'm really proud that is our Miss Asian America. And I just wanted to say that she's CEO of Forever Bowmore. I think she's also CEO of her family with her siblings. But I also hope that she will really get involved in the community and follow in Madison Nguyen's footsteps. Kính thưa quý vị, một người khách mà Hình Chân rất là quý trọng. Anh cũng là vị giám khảo trong cuộc thi Miss Asian America, Miss Asian Global năm 2014. Hình Chân xin quý vị cùng Hình Chân chào đón anh Lê Minh Hải, cũng là giám đốc của công ty tham vấn di trú Robert Smalling International. Please welcome Mr. Lee. Vâng, chúng tôi xin kính chào và xin cảm ơn MC Huyền Trân, Miss Director of Việt Nam Áo Dài, Hồ Nha. Kính thưa quý vị, chúng tôi được tí cơ thân hạnh là được có cái cơ hội để làm một người giám khảo trong cái cuộc thi vừa qua, và trên chung là một trong những người thí sinh mà chúng tôi hân hạnh đã được phỏng vấn cô. Xin quý vị cho chúng tôi nói được vài lời tiếng Anh để cho vì chúng ta có một số quan khách người bản xứ hôm nay. Ladies and gentlemen, I was fortunate to have the chance to chat with Jen during the Joe's interview. I asked her, can you define a perfect woman? She was trying to answer, but many of the contestants say that my perfect woman is my mom, my school teacher, or someone did not hesitate to say my mentor, Rose Jung, or Queenie Tran. But tonight, right. But tonight, I'd like to add one more person to that very high respectable list. That is Jen Jung. She has the courage to join the two pageant in one year and won the both titles. So please join me to give a loud applause to Jen Jung, Miss Vietnam of Northern California and Miss Asian America 2014. Thank you so much. And we should be proud because they carry not only our community, but represent our culture of origin. So with that, I want to congratulate all the beauty queens. They are real true beauty queens of standing. Once more so, the selected beauty queen, Jennifer Tan, and she is exceptional because everybody knows, and this is very rare, when you win two big titles in one year, it's because this pageant really knows how to select. Thank you, Mr. Mayor. Could you please stand by for 1 second? Thank you so much. And now I would like to invite another guest speaker. Please welcome Viet Chi Vu, Editor-in-Chief, Mr. Chung Yia Vi. Quý vị thấy là cho hội chúng ta năm nay có xứng đáng không ạ? Vậy thì xin một tràng pháo tay cho họ. Thật ra thì hôm nay là ngày đẹp, Giang Trung Thế.
sẽ phải tới đây để chia vui với em và chia vui với mẹ của em, là một người đàn bà mà cô Vi thấy vô cùng xứng đáng, đã cực khổ và chịu rất nhiều thiệt thòi để tạo dựng cho em ngày hôm nay. Và chị Vi ngồi với cái ông Trần Việt Thảo lên Hải thì hai chị em cũng đồng ý với nhau là về sắc đẹp, về tính nét và về sự thật, em hoàn toàn xứng đáng. Và chúng tôi với chị Cao Nguyệt rất hãnh diện là chúng tôi đã chọn thành một người. Xin gửi đến em lời chúc mừng của chúng tôi và xin mạn phép được đại diện những người giám khảo ngày hôm đó gửi đến em lời chúc mừng và cầu chúc em lúc nào cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn và tiến mãi của con người để làm đạo trong cho các đốc cùng với những người ở phòng tránh và đi đồng hành. How come Mr. Mayor doesn't have a heard of from you? So you better do now, okay? You don't want to be in trouble. Xin Michelle cho chị và quý khán thính giả của Nét Việt biết là cảm tưởng của Michelle khi mà dự buổi tiệc hôm nay. Em rất là happy tại vì trước đó em cũng được đoạt giải hoa hậu nên em hiểu được cảm giác của Jen, nên em muốn tới đây để chúc mừng cho Jen rồi em gặp bạn bè. Em rất là happy. Trường tựa cánh chim cơm. Buổi dạ tiệc thành công tốt đẹp với những nụ cười rạng rỡ trên môi, thật hãnh diện cho người Việt hải ngoại chúng ta. Và một lần nữa, chúc mừng em Trung Ngọc Như Thi.